Qua nay thì thời tiết trời đang vô trời bão các bạn, bởi âm u mưa lâm râm hoài á, khoảng chừng 5-10 phút là ông quốc đám mưa đang bão ngoài quế ngoài á, ở miền Tây mình cũng bị ảnh hưởng á. Tối dông mưa quá trời luôn, chứ sáng nay cũng chắc này cũng tầm khoảng 9 giờ trời âm u mưa lâm râm hoài nè. Buổi sáng hôm nay gia đình mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một buổi sáng tốt đẹp và nhiều điều hạnh phúc nha. Sáng hôm nay trời bão, cả nhà mình không đi chợ thì đón một cái xe đồ gãy đi ngang nè, rồi mua được mớ rau. Mớ tôm, mớ rau. Để còn cái xúc xích là mình mua mình để sẵn trong tủ lạnh. Rồi hồi nữa mình có chiên trứng nữa nha. Hôm nay là làm mì món mì xào. mì xào ăn sáng nha các bạn. Ba cái trứng ha, bỏ vô cái mì xào. Hôm nay thì cả nhà mình ăn sáng tại nhà thì cũng rất là đơn giản các bạn, làm cái món này cũng rất là đơn giản và mau lẹ nữa. Phát nó khổ đạt hết chứ. Sao? Phát thì học 2 buổi liên tục, còn đạt thì học lớp lớp mà thứ bảy được đi. Rồi mà nó thứ bảy nó đâu được đi. Nay nó khác. Bởi không có món nào mà ăn đơn giản bằng mì gói ha. Mì gói là mau nhất. Hôm nay gia đình mình làm mì gói xào cải với tôm, vẫn là hải sản tôm, tại bà xã mình không có ăn thịt bò, không ăn thịt trâu, bởi mình ít có làm mấy cái món thịt bò đẹp lắm. Tự ăn nhà đi nấu ăn. Thôi tới trưa đôi khi bỏ một bỏ bữa ăn trưa nha. Đạt thì phụ mẹ làm cà phê sữa nha. Đạt bây giờ giỏi lắm rồi, lớn rồi. Đôi khi vợ chồng mình đi về dưới bên vợ mình đó các bạn, thì Đạt ở nhà 2-3 ngày ở nhà tự nấu ăn luôn á, chỉ là chiên trứng chiên thịt là tự ăn, tự nấu cơm luôn. Đạt giờ giỏi lắm. Hôm nay vợ làm hơi nhiều nha. Nhiều đâu, tại mình thấy gì đó hồi xào lại nó còn hết sữa rồi. Bữa hổm Đạt cũng ăn nhiều. Bé Phát ăn gì rồi vậy? Cháo. Ủa, không cho bé Phát ăn mì luôn sao? Có mấy cọng mì nữa đâu, ăn đôi thôi. Ủa, vậy là vợ bỏ mấy cái gói bịch niêm của mì luôn hả? Vậy mình không có niêm nếm đồ bột ngọt kia à? Có, vợ có bỏ niêm. Mì này hồi là hồi nãy bé và Đạt đã chụm rồi, chụm cho nở rồi, giờ trộn lên nữa là xong nha các bạn. Bà xã mình thì làm đủ được 3 dĩa nha các bạn. Bé Phát thì không có ăn. Mình ăn sáng thì tự chế biến làm ở nhà ăn thì nó ngon hơn, hợp khẩu vị hơn. Và Đạt làm được 3 ly cà phê đá sữa. Khi nào ăn xong mới uống nha. Rồi mì xào đã chín rồi nha các bạn. Cũng đã sẵn sàng hết rồi nha, đã xong nha. Rồi mời các bạn cùng ăn sáng cùng gia đình mình nha. Mình đi chơi đó. Đủ không ăn luôn. À.
ăn chút xíu nữa lột lên nha. Bữa nay như thả một thôi nè, có lý không? Ngon. Lý còn ngon là những bữa nay với hôm bữa mẹ xào thử rồi sao? Thì bữa nay nó nhiều đồ ăn hơn, nó ngon hơn. Bữa mẹ xào thử là chỉ có rau mà. Trứng. Mà có thêm tôm. Mẹ ăn đói, mẹ ăn sạch dĩa luôn. Sạch dĩa trước hai phòng. Đang nào dễ cũng ăn trước mà. Mì xào không được gì, cái mì mà mì nó hảo nó có bán mì xào rồi. Cả nhà mình đang ăn thì trời bão tới rồi, mưa tới luôn các bạn ơi. Giờ mình tạm ngừng ăn, giọt vô nhà ăn tí nha. Mưa dông quá rồi. Bão này là kêu bằng bão số 5 này nha các bạn. Là ở đây là mình chỉ bị ảnh hưởng không đó. Chứ ở ngoài miền Trung ngoài là gió dông dữ lắm luôn. Mưa nổ bóng luôn à. Mưa quá lớn các bạn ơi. Chồng mình và hai đứa cháu đang ăn thì mưa ập tới, mưa dông quá các bạn ơi, thì tạm ngừng ăn một tí nha. Thì bây giờ là cả nhà vô nhà cầm dĩa ăn luôn rồi, không có ngồi bàn ở đây nữa rồi, tại vì ngoài đây mưa dột quá các bạn ơi, mưa tạt vô quá. Lúc sáng thì cả nhà mình ăn sáng mì xào rồi. Rồi bây giờ ăn trái cây nha. Mời các bạn chuẩn bị ăn trái cây với cả nhà mình nha. Mưa quá lớn luôn. Khoảng 5 phút cái ông bơm lần, 5 phút ông bơm lần. Mưa mà dông nữa. Trời mưa trời bão này chỉ có là ở nhà ăn với ngủ thôi chứ không ra đường được luôn rồi. Chút xíu đi Long Xuyên nè, không biết sao đi nữa. Chút xíu ba đi Long Xuyên ba lấy hình cho khách mà không biết sao đi nữa nè. Mấy trái hồng đó chín không vậy? Chín không?
chè bảo hồi nãy thì lúc sáng thì ăn mì xào rồi, mì xào hải sản rồi, bây giờ chắc này mời các bạn ăn trái cây nha. Ăn tráng miệng trái cây nha. Ăn ngủ, ăn ngủ rồi, ngủ rồi rồi. Cái này để con ngủ con. Không ngon nè. Ngon. Nó bao ngọt. Giờ nó ăn mà chát lại đưa ăn xù. Bao ngọt. Trời mưa này gầu quá các bạn ơi. Ăn với ngủ không à. Mình cũng chuẩn bị xin để lấy hình của khách nữa, mấy tấm hình này. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh hai của mình nhé. Và nhớ bấm nút like cho thấy khác nha. Rồi tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ subscribe. À nhấn cái chuông của mình. Nhấn like của ba là của ba. Ừ. Mùi quá. Buổi sáng giờ luôn. Đi em.